Nhóm bạn lầy lội, đánh trống thổi kèn chúc mừng sinh nhật bạn thân theo phong cách có 102. Một nhóm bạn thân đã khiến cộng đồng mạng cười bò với màn chúc mừng sinh nhật không thể độc lạ hơn. Thay vì tổ chức buổi tiệc sinh nhật bình thường với bánh kem và nến, nhóm bạn này đã quyết định mang đến cho người bạn thân một bất ngờ có 102. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và vô số bình luận hài hước. Không những vậy, biểu cảm không biết nên khóc hay cười của nhân vật chính khi được chúc mừng sinh nhật theo phong cách độc nhất vô nhị này càng làm người xem đoạn video không thể không bật cười trước sự sáng tạo và lầy lội của nhóm bạn. Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng đã để lại nhiều ý kiến vui nhộn. Nhìn mà không nhịn được cười, đúng là nhóm bạn lầy lội số 1. Không biết nên vui hay buồn khi có những người bạn như thế này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.